Hợp tác xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang được thành lập vào năm 2009. Hiện tại, quy mô hợp tác xã đã phát triển lên đến hơn 100 thành viên với diện tích canh tác trên 100 hectare thanh long. Sự ra đời kịp thời của hợp tác xã giải quyết những vướng mắc của địa phương về tình hình sản xuất và tiêu thụ thanh long, mà chủ yếu các khâu đầu vào và đầu ra cho sản phẩm, từ đó giảm tình trạng được mùa mất giá. Hợp tác xã có đội ngũ kỹ thuật đến hỗ trợ trực tiếp các thành viên mình cái quy trình canh tác. Sau đó là hợp tác xã bao tiêu toàn bộ sản phẩm đầu ra với cái mức giá sàn ổn định cho nhà nông yên tâm sản xuất. Và khi thị trường ổn định thì hợp tác xã mua với mức giá là cao hơn thị trường bên ngoài khoảng 1.000 đồng một ký. Thì so với cái thu nhập hàng năm so với cái mô hình bên ngoài thì thu nhập của thành viên mình là tăng hơn từ 10 đến 15% một năm. Hiện cả nước có trên 520 mô hình hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, áp dụng kỹ thuật canh tác nuôi trồng, bảo quản chiếm 75,24%, công nghệ tự động hóa chiếm 14,8%, công nghệ sinh học trong nông nghiệp chiếm 8,5%, ứng dụng công nghệ sản xuất nông nghiệp chiếm 1,46%. Nhìn trên nền bức tranh tổng thể của khối kinh tế hợp tác xã, có thể thấy xu thế liên doanh liên kết, sản xuất theo chuỗi của các hợp tác xã nông nghiệp đang dần hình thành và có sự tập trung đầu tư cho phát triển tại các địa phương trên cả nước. Nhiều hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cái ứng dụng khoa học công nghệ, rồi là tham gia vào cái liên kết chuỗi để nâng cao cái năng suất, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm. Thế và thông qua cái hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã đã tạo ra giải quyết nhiều cái lao động, công ăn việc làm, nhất là khu vực nông thôn. Trong thời gian qua, với việc nhiều chính sách hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết trong sản xuất và tiêu thụ được ban hành, nên ngày càng nhiều chuỗi giá trị nông sản được hình thành theo các hình thức liên kết khác nhau, như liên kết tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ đầu ra, liên kết góp vốn đầu tư sản xuất. Đây là những hình thức liên kết chặt chẽ, có sự chia sẻ lợi ích và rủi ro giữa doanh nghiệp và người nông dân. Được thành lập từ năm 2016, Hợp tác xã Chè Hảo Đạt, thành phố Thái Nguyên là một trong những đơn vị mạnh dạn tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết. Bà Đào Thị Thanh Hải, giám đốc hợp tác xã, là người có ý tưởng tập hợp hơn 20 cơ sở sản xuất chè nhỏ lẻ trên địa bàn để cùng nhau xây dựng một thương hiệu chè có đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Là người gắn bó với cây chè đã nhiều năm, bà nhận thấy giá trị của cây chè Tân Cương chưa thực sự tương xứng với tiềm năng và công sức của người làm chè đã bỏ ra. Nguyên nhân chủ yếu là các hộ dân vẫn sản xuất manh mún, mạnh ai nấy làm. Vì vậy, chất lượng không đồng đều, việc quản lý an toàn thực phẩm cũng hết sức khó khăn. Cái mô hình của chúng tôi đầu tiên là rất khó khăn vì cái tuyên truyền vận động bà con. Bây giờ là có khoa học kỹ thuật chuyển giao, rồi là có những lớp tập huấn. Rồi là hợp tác xã đã được đi tập huấn nhiều những cái chương trình về nông nghiệp nông thôn, thì về truyền tải cho bà con, thì đến bây giờ bà con là thực hiện rất nhanh chóng và quy mô. Thì hợp tác xã của chúng tôi mới gọi là chuỗi sản phẩm. Thì bà con là với giá trị sản phẩm trước kia bà con là bán tự do ra ngoài thị trường rồi, nhưng bây giờ là hợp tác xã bao tiêu thì cái giá trị sản phẩm của họ cao hơn, về cái thu nhập của họ cao hơn, thì họ luôn luôn đồng hành với hợp tác xã của chúng tôi. Là người đứng mũi chịu sào, bà Hải luôn ý thức được rằng chất lượng chính là yếu tố cốt lõi để thị trường chấp nhận. Ngay từ những ngày đầu thành lập, hợp tác xã đã lên một quy trình kiểm soát chặt chẽ các khâu từ trồng, chăm sóc đến chế biến. Cụ thể, hợp tác xã đã mời các kỹ sư đến để hướng dẫn bà con chăm sóc theo đúng quy trình, đặc biệt là việc kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Khi vào thành viên hợp tác xã thì chúng tôi được cái thứ nhất là về cái kỹ thuật của Việt Gáp bón theo phân hữu cơ, thì để cho cái chất lượng chè nó được đảm bảo thì hợp tác xã bao tiêu thì mình bán được cái giá cả nó hợp lý hơn. Sản xuất tập trung theo kế hoạch, chè được giá hơn, không phải lo lắng đến đầu ra cho sản phẩm. Từ đó người nông dân có thêm thời gian để tham gia trực tiếp công việc tại xưởng chế biến chè của hợp tác xã. Anh Phạm Văn Dương tham gia công việc sao chè từ những ngày đầu. Ngoài thu nhập từ nương chè, anh còn có thêm khoản thu khác từ ngày công lao động tại xưởng chè. Cả hai vợ chồng tôi làm ở đây. Nếu với cái mức lương ổn định, nó tầm cỡ khoảng độ 12 đến 13 triệu một tháng. Đấy là mức lương để làm.
còn cái sản phẩm của mình nữa, cộng thêm vào nữa thì nó rơi vào cỡ khoảng độ dưới 20 triệu một chút. Nói chung là cũng không cao nhưng mà ổn định. Nhờ đầu tư mạnh mẽ trong việc nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu cho riêng mình, Hợp tác xã chè Hào Đạt có 3 sản phẩm ô cốp 4 sao và 1 sản phẩm ô cốp 5 sao. Sản phẩm được người tiêu dùng biết đến, thị trường chấp nhận. Với bà con, với kết hợp với hợp tác xã thì mỗi một năm thì chúng tôi ra khoảng độ từ 160 tấn đến 200 tấn chè búp khô trong một năm để đưa ra bao tiêu giúp cho bà con. Điều đáng chú ý trong những năm trở lại đây, ở nước ta đã và đang hình thành các chuỗi phát triển theo 3 cấp độ: sản phẩm chủ lực quốc gia, sản phẩm cấp tỉnh và sản phẩm địa phương, nhằm tập trung nguồn lực phát triển các chuỗi giá trị ngành hàng nông nghiệp chủ lực quốc gia. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp quốc gia để định hướng ưu tiên thu hút doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Theo đó, chuỗi giá trị các nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ đã và đang dần hoàn thiện, đặc biệt là chuỗi giá trị lúa gạo đã nhận được nhiều sự hỗ trợ từ sản xuất, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ thông qua hợp đồng thương mại đến xây dựng thương hiệu gạo và hỗ trợ thúc đẩy phát triển thị trường xuất khẩu. Câu chuyện của Hợp tác xã Nông nghiệp Ái Nghĩa tỉnh Quảng Nam sau đây là một ví dụ điển hình. Trong thời điểm chưa có hợp tác xã nông nghiệp nào trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thực hiện sản xuất gắn với chế biến sâu, đặc biệt là nhóm sản xuất lúa gạo, hợp tác xã đã mạnh dạn chuyển sang liên kết với doanh nghiệp sản xuất lúa giống, đầu tư sản xuất 50 hectare lúa theo tiêu chuẩn Việt Gáp, định hướng chế biến gạo và các sản phẩm từ gạo. Nhà nghiệp là chịu trách nhiệm bao tiêu sản phẩm các đầu vào đầu ra, và nhà nông thì người ta tham gia cái tư liệu sản xuất bằng đất ngà công lao động, thì hợp tác xã chúng tôi mạnh dạn làm như vậy đấy thì nó đem được hiệu quả rất là cao, cái đời sống của ông nông dân là còn ngày còn được nâng lên và phát triển rất là tốt. Hợp tác xã liên kết với 100 hộ dân trên địa bàn thị trấn Ái Nghĩa và xã Đại Tân tổ chức sản xuất 20 hectare lúa thương phẩm TBR 225 theo phương thức bao tiêu sản phẩm. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân phát triển sản xuất, hợp tác xã chịu trách nhiệm cung ứng toàn bộ lượng hạt giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đầu vào và đến cuối vụ mới thu tiền. Nhằm tạo ra sản phẩm gạo có chất lượng tốt và đảm bảo an toàn, hợp tác xã phối hợp với những đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật và cắt cử đội ngũ cán bộ hướng dẫn nông dân canh tác lúa theo hướng hữu cơ. Người nông dân chúng tôi là sản xuất lúa giống là nó mang lại hiệu quả rất cao. Ví dụ bản thân tôi là làm từ 1,2 hectare đến 1,4 hectare. Một năm là trung bình thu nhập từ với sang là cả 100 triệu đến 140 triệu. Chúng tôi xây dựng chiến lược 5 năm, có nghĩa là từ nay chúng tôi sẽ mạnh dạn là tuyên truyền các thành viên là tích tụ ruộng đất và đẩy mạnh tất cả diện tích đất của hợp tác xã là 300 ha, nó phải liên kết, chúng tôi phải liên kết sản xuất là một liên kết sản xuất giống các lúa, hai là sản xuất chuỗi giá trị cơ gạo an toàn. Hiện nay cái sản phẩm bánh tráng là để 4 sao thì chúng tôi đã cung ứng đi toàn quốc kia rồi, và định hướng để phấn đấu lên 5 sao và chúng tôi phát triển ra thị trường thế giới trong tương lai.